微点摸哈，国内雕虫小别巴拉扎当分人了，顶得所人当上上风，所人当上上风更牛，把上风多是一样的牛，惹人追个国内摸顶了，把就得双手绑好，要难听到的给听内摸当上上风小别巴拉扎当，别掉我们来从大工看看呢，摸了当上上风小别巴拉扎当了子。当咱身份来融合得格格当咱国内摸，来做人身份，手机登下问题。当咱身份做题，乜都系龙国内摸，对位身份或者人摸心，大叔。平衡当咱身份下边啦，百美颜，记得去登下问题，话百美颜记得爱当咱，带金色当咱多。提升当咱身份垃圾大石，过行啦，未冧眼，记得去登下打银行停工。先行当咱身份，绕动的摸，等揽收话当咱摸收来。第一năm sau là tốt nhất thể hiện sự hài lòng người mua tiềm năng có thể xem các xếp hàng này trong trang chủ của shop các kết quả tìm kiếm hoặc tài chi tiết bài tăng sản phẩm hay là tác dụng của tăng giá sản phẩm sau khi tăng hàng hoàn thành cung cấp cho người mua tiềm năng một cái nhìn khách quan hơn khi muốn tìm hiểu xem sản phẩm có đáp ứng vấn đề của họ hay không tăng giá sản phẩm có tác động lớn đến lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng vì vậy tất cả sản phẩm của bạn cần được đánh giá để tăng lưu lượng truy cập, cơ hội này sẽ bị hạ xuống nếu khách hàng không đánh giá sản phẩm cho đơn hàng được giao thành công. Đánh giá sản phẩm Shopee Lazada góp phần tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng. Sản phẩm có hơn 20 đánh giá chất lượng sẽ có nhiều đơn hàng hơn. Ba là làm thế nào để kích thích người mua đánh giá sản phẩm Shopee và Lazada? Như đã nói ở trên, tác dụng của đánh giá sản phẩm là vô cùng lớn. Tuy nhiên, điều khó khăn ở đây là làm thế nào để bạn nhận được đánh giá sản phẩm Shopee Lazada và những đánh giá đó là những đánh giá tốt. Một đánh giá sản phẩm chất lượng Shopee có ít nhất 50 ký tự, còn đối với Lazada thì là 75 ký tự. Tốt nhất là ở phần chất lượng sản phẩm người mua tại link kèm hình ảnh hoặc video về sản phẩm sẽ thuyết phục người mua tiềm năng mua hàng của bạn. Tuy nhiên, cho dù là Shopee Lazada hay các nền tảng thương mại điện tử khác, việc người mua quay lại cho đánh giá tốt sau khi nhận được sản phẩm không phải là vấn đề đơn giản. Đặc biệt, người mua đánh giá sản phẩm tốt bằng hình ảnh lại càng khó hơn. Người mua có thể cho sau đánh giá sản phẩm Shopee theo hai mục chất lượng sản phẩm và dịch vụ của người bán. Cùng sau đánh giá sản phẩm Lazada, ngoài hai mục trên còn có thêm mục vận chuyển. Vậy thì trong video này, chúng ta chỉ đi vào hai kia, cần chất lượng sản phẩm và dịch vụ người bán để phân tích các biện pháp kích thích người mua đánh giá sản phẩm Shopee và Lazada. Thứ một là kích thích người mua đánh giá sản phẩm Shopee Lazada thông qua chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người mua, quyết định việc họ cho bạn đánh giá xấu hay đánh giá tốt. Không ai sẽ cho một đánh giá tốt nếu như sản phẩm của bạn kém chất lượng hay mô tả sản phẩm không giống với sản phẩm nhận được hoặc là hàng sản phẩm khác hẳn với hình nhận được. Thời điểm khách hàng mở gói hàng và nhìn thấy sản phẩm, khách đã quyết định có nên đưa ra đánh giá sản phẩm tiêu cực hay không. Và chắc chắn một điều rằng, ngoài việc sản phẩm chất lượng tốt ra thì việc sản phẩm chất lượng tốt hơn, mong đợi chất đó của người mua thì sẽ dễ dàng nhận được đánh giá sản phẩm tốt từ khách hàng. Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng kiểm một sản phẩm cho khách thì Big Seller khuyên bạn từng bao giờ dùng sản phẩm kém chất lượng làm quà. Món quà có thể rẻ tiền nhưng phải chất lượng và tinh tế thì càng tốt. Chất lượng quà tặng quá thấp sẽ góp phần tạo nên một đánh giá tiêu cực. Một số người có thể nghĩ rằng vì nó là quà tặng miễn phí nên chất lượng không thể vấn đề. Quan điểm này là sai lầm vì bạn nên nhớ rằng không tặng thì thôi nhưng đã tặng thì phải tốt. Vì thế, chất lượng sản phẩm tốt sẽ kích thích người mua tham gia sản phẩm Shopee và Lazada. Thứ hai là kích thích người mua tham gia sản phẩm Shopee Lazada thông qua dịp của người bán. Ví dụ tặng xu thưởng đánh giá cho khách, bạn có thể cảm ơn khách hàng đã mua hàng và mời họ bình luận bằng cách đính kèm một tấm thiệp nhỏ khi gửi sản phẩm. Tấm thiệp kèm theo từ hướng dẫn chi tiết đánh giá những xung kiệm với sản phẩm và người mua. Khách hàng khi nhìn bằng hướng dẫn chi tiết của bạn kèm theo phần quà hấp dẫn là Shopee su hoặc Lazada su thì họ sẽ dễ dàng làm theo hướng dẫn đánh giá sản phẩm để nhận xu thưởng đánh giá Shopee và Lazada. Mỗi đánh giá sẽ được nhận từ 100 đến 300 Shopee su Lazada không. Khách hàng có thể tích lũy su để giảm giá cho những đơn hàng sau này. Và thứ hai là tặng quà kèm theo cho khách, tặng một món quà nhỏ kèm theo sản phẩm mà khách hàng đã mua. Điều này sẽ khiến khách hàng nhìn thích thú và cảm nhận được thành ý của bạn. Điều này sẽ kích thích khách hàng đánh giá sản phẩm Shopee và Lazada. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một số điều này. Món quà là sản phẩm thiết thực sử dụng có thể rẻ như chất lượng phải ổng. Quà tặng có thể được tặng như không kèm thông báo trước để tạo nên điều thích thú ngoài mong đợi ở khách hàng. Tiếp theo là cải thiện giá trị hình ảnh. Có thể bạn không để ý nhưng nơi tốt nhất để cải thiện giá trị hình ảnh là bao bì đóng gói của sản phẩm. Nếu sản phẩm được đóng gói bằng thùng carton, bao bì chất lượng cùng, thế nhưng với môi trường chắc chắn vuông vức thì có thể dễ dàng mua yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này có thể kích thích họ quay lại và tạo ra sản phẩm Shopee và Lazada. Ngoài ra, việc thêm logo thương hiệu và nội dung được cá nhân hóa trên bao bì bao gồm tên của khách hàng v.v. có thể nâng cao cảm giác của khách hàng và nhận diện thương hiệu với hàng của bạn chúng sẽ chuyên nghiệp hơn. Tiếp theo là khuyến khích khách hàng đánh giá bằng nhiều phương pháp khác.
ví dụ gửi email hoặc tin nhắn cho khách hàng. Thêm dấu ghi chú nhắc khách hàng đánh giá sản phẩm trên phiếu giao hàng, chẳng hạn như nếu bạn hài lòng về sản phẩm, xin hãy đánh giá 5 sao, chúc bạn luôn vui, gửi thiệp viết tay cho khách hàng để gửi lời cảm. Tiếp theo, chúng ta cùng xem công cụ trả lời Lazada. Các công cụ gợi ý của Seller Center Lazada giúp bạn quản lý và lấy đánh giá cho cửa hàng như phần hồi nhân, phần hồi đánh giá. Trung tâm phân tích đánh giá phân tích các chỉ số sản phẩm như số lần đánh giá sản phẩm, điểm đánh giá sản phẩm, số lần đánh giá với đánh giá chưa lần tốt. Để tăng hiệu suất bán hàng, sản phẩm chưa có đánh giá sẽ không được tính. Nhắc nhở đánh giá, nhắc khách hàng viết đánh giá bên ngoài, quản lý đánh giá tả nhập, cơ hội của khách hàng, kiểm tra và trả lời các cơ hội của khách hàng. Đánh giá sản phẩm Shopify Lazada có tác động lớn đến lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng. Vì vậy, bạn cần phải từng dùng các biện pháp để nhận được đầy đủ đánh giá sản phẩm, phản hồi đánh giá nhanh và lời cảm ơn chân thật gửi đến người mua sẽ nhận được tâm thiện từ khách, làm họ có khả năng chỉnh sửa đánh giá cho bạn. Với Big Seller, bạn có thể sử dụng tính năng tùy chỉnh phiếu giao hàng để thêm logo, thương hiệu lên phiếu giao hàng, thêm hình ảnh sản phẩm, ghi chú về sản phẩm để khách hàng nhận phiếu giao hàng. Tùy chỉnh của bạn sẽ cảm thấy thiện cảm hơn, kích thích người mua đánh giá sản phẩm Shopee và Lazada. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn làm rõ chưa? Chúc các bạn thành công. Bye bye.